Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn một cách làm gà ủ muối nguyên con, da giòn, bên trong thì thịt dai, mềm, mọng nước. Với cách làm đơn giản tại nhà là mình đã có món ngon đãi gia đình, và đặc biệt trong những dịp cuối tuần thì mình làm cái món này để đãi khách thì rất là ngon luôn. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một con gà. Con này là nặng 1,5 kg, khi mà mình đã sơ chế xong hết rồi, cân lại là 1,5 kg nha các bạn. Và cái phần mề với lại gan bên trong thì mình sẽ không lấy nha, mình bỏ hết, mình chỉ lấy cái phần thịt gà thôi. Gà thì mình sẽ chọn là gà dai, tức là nó đã đẻ 2-3 lần rồi đó các bạn. Là khi làm xong rồi cái phần da nó rất là giòn, mà thịt bên trong nó sẽ dai mềm, rất là ngon luôn. Tiếp theo mình chia sẻ đến với các bạn phần gia vị tẩm ướp gà. Ở đây mình sẽ có hoa hồi và quế cây, mỗi loại mình chuẩn bị là 5 g. Mình đừng nên cho nhiều quá hai cái loại này nha, cho nhiều quá thì hắt cái mùi nó sẽ không có được ngon nha. Tiêu thì mình chuẩn bị 10 g tiêu đen nha. Đây là muối hồng thì mình có 60 g. Muối này thì cái độ mặn mình thấy nó cũng giống như là cái muối thường mình thôi. Nhưng mà khi tẩm ướp gà thì nó sẽ cho lên cái màu hồng hồng rất là đẹp luôn nha. Bột ngọt mình có 30 g, tiêu tứ xuyên 20 g, hoặc là xuyên tiêu đó các bạn. Thì cái này á, nó không có giống như là tiêu đen của mình, nhưng mà mình cho vào thêm á thì tạo nên cái món gà của mình có một cái hương vị đặc biệt riêng. Đường thì mình chuẩn bị là 160 g, và thêm 50 g nghệ mình đã bào nhuyễn ra nha, để hồi mình tẩm ướp gà. Thì bước đầu tiên á, gà mình cũng đã sơ chế sạch sẽ hết rồi. Mình lấy ra một ít nghệ như thế này, rồi mình sẽ chà sát trên cái lưng hết mình mẩy của con gà luôn nha. Để hồi nữa thì mình đem đi để mà mình luộc thì nó sẽ được lên màu đẹp hơn. Đó, mình chà sát đều hết như thế này, con gà nó sẽ lên cái màu hơi hơi vàng thôi nha. Rồi, như vậy là được. Tiếp theo mình có chuẩn bị một cái nồi nước, thì ở đây mình có 2,6 lít nước nha. Thì mình cho tất cả cái gia vị đường, tiêu và tất cả cái gia vị lúc nãy mà mình chia sẻ đó, mình cho tất cả vào nha các bạn. Cái bông hồi và quế cây á, mình bẻ cho nó nhỏ nhỏ ra, cái mình cho vô chung luôn. Sau đó mình quậy lên cho cái hỗn hợp này nó được tan. Mình quậy cho tan xong hết rồi đó, thì mình sẽ cho con gà vô nha. Ở đây thì mình sẽ ngâm gà trong vòng là 5 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà không có thời gian thì mình ngâm 4 tiếng cũng được. Rồi mình cho cái con gà vô nha các bạn. Trong khi mà mình ngâm á, tầm chừng 1 tiếng đồng hồ cái mình trở bề lại nha. Tại vì cái lượng nước nó không có ngập được con gà đó, nó hơi hơi ngập thôi, cho nên là cứ 1 tiếng cái mình trở lại một lần. Rất là thơm luôn các bạn. Mình cứ để đây trong nhiệt độ bình thường, không cần cho vào tủ lạnh nha. Khi mà mình đã ngâm đủ thời gian rồi thì bây giờ các bạn thấy cái phần nước nó cũng ra cái màu đẹp đẹp nè. Mình sẽ vớt con gà ra và mình cho vào đây là 1 muỗng cà phê bột nghệ, mình quậy ra. Rồi tiếp tục mình bắt lên bếp một cái nồi khác nha. Mình cho vô đây tầm khoảng 100 ml dầu ăn, và thêm vào đây là nghệ nha. Mình cho tất cả vào để mà mình làm cái phần dầu nghệ đó các bạn. Cái mình cho vô cái phần gà thì nó sẽ lên cái màu đẹp hơn mà không có bị hắc mùi nghệ nữa.
Phần nghệ này là còn lại hồi nãy mà mình ướp gà mình còn dư lại đó. Khuấy đều lên ha. Đó, đảo qua vài lần thôi thì mình tắt bếp được rồi. Đó, mình sẽ được thu được cái phần dầu nghệ như thế này. Rồi mình sẽ đổ vào cái nồi luôn. Rồi như vậy là xong rồi đó các bạn. Cái phần xác này thì mình sẽ đem bỏ nha. Phần nước thì bây giờ lên cái màu rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cho cái nồi nước lên bếp để mà nấu cho nó hơi sôi lên như thế này. Nó hơi găm tim rồi đó. Thì mình sẽ cho con gà vô. Thì mình cứ việc mở lửa lớn nha, không cần mở lửa nhỏ đâu nha. Mở lửa lớn cho cái phần nước này nó sôi ùn ụt lên luôn. Bây giờ thì nước nó đã nóng nóng rồi. Thì các bạn thấy con gà nó săn lên rồi đó. Cái da gà nè, nhìn rất là đẹp luôn. Khi mà sôi lên rồi thì lâu lâu các bạn nhớ trở bề để cho gà được chín và vàng đều hết khắp mặt nha. Ở đây mình sẽ luộc trong vòng 40 phút với lửa trung bình, không cần nhỏ quá nha các bạn. Nhớ là lâu lâu mình trở cái bề như thế này nè, để cho gà nó được vàng đều hết luôn. Bây giờ thì các bạn cũng thấy là nó lên cái màu vàng cũng đẹp lắm rồi đó. Sau khi mà luộc được 40 phút mình cũng tắt bếp nha. Sau đó thì mình sẽ đậy nắp lại và mình ủ tầm 1 tiếng rưỡi nữa. Ủ như vậy á thì sẽ giúp cho gà mình nó được thấm gia vị và mọng nước hơn. Khi mà ủ được xong rồi đó, bây giờ mình sẽ vớt con gà ra rồi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Cho vào ngăn mát tủ lạnh thì nó hơi giống như là nó hơi lạnh lạnh thôi các bạn. Thì như vậy cái món gà của mình ăn mới thơm, thịt ngon mà mọng nước. Bây giờ thì các bạn thấy phần da căng bóng và lên màu vàng vô cùng đẹp luôn, mà không hề sử dụng bất cứ cái hóa chất tạo màu gì hết luôn nha. Ở đây mình sẽ ăn kèm với lại nước chấm. Thì cái này là nước chấm sữa đặc để chấm gà luộc hay là hải sản đều rất là ngon. Ở video trước mình có chia sẻ rồi, thì các bạn có thể vào đó để mà mình xem. Mình cũng có ghim ở cái phần mô tả đó các bạn, cách làm nước chấm này. Thì các bạn có thể vào đó tham khảo nha. Hoặc là mình có thể chấm với bất cứ cái loại nước chấm nào mà các bạn thích. Để bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn coi phần gà của mình nó ngon như thế nào. Da gà thì khi cắt vào thì các bạn thấy rất là giòn luôn. Bên trong thịt á thì nó sẽ hơi hồng hồng nha. Lớp da gà bên ngoài vàng giòn vô cùng luôn. Tại vì mình sử dụng là muối hồng, cho nên là mình ướp cái phần thịt đó, nó sẽ lên cái màu hồng hồng đẹp, rất là đẹp, mà không phải trắng nha. Cái này thì mình chấm với lại nước chấm hải sản của mình nè. Nước chấm sữa đặc đó các bạn, thì nước chấm đa năng mà. Chấm hải sản hay là gà luộc, ốc luộc đều rất là ngon luôn. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng ăn với mình một miếng nha. Nhìn cái màu da gà nhìn rất là hấp dẫn luôn á các bạn. Khi mà mình ăn không hết thì mình có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh, mở lạnh cao một chút nha. Thì qua ngày hôm sau mình có thể ăn được nữa. Hoặc là mình cho vào ngăn đá, mình bảo quản. Khi nào muốn ăn á, cái mình hấp lại rồi mình để cho nguội mình ăn. Hoặc là các bạn thích ăn nóng thì mình để nóng mình ăn cũng được, không sao hết nha. Rồi video của mình thì đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Món này thì mình có thể làm trong những buổi tiệc nè, trong những ngày cuối tuần, sum họp gia đình đều rất là ngon.